Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video này em sẽ giới thiệu đến các bác một mẫu xe Gian XCR 3500, một mẫu xe địa hình được trang bị full group alivio. Bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe để các bác xem. Nước sơn là nước sơn nguyên bản, xe lại còn rất là mới, hầu như là không có một vết xước nào đáng kể, nó còn mới tinh. Gian là thương hiệu mà có phần khung nó phải là đứng đầu thế giới, các bác yên tâm về cái độ bền của cái khung Gian. Tất cả đều là đồ nguyên bản chính hãng, là trang bị tay lắc, tay bấm Alivio, hai phanh dầu Shimano. Vòng 700cc vành Gian từ đĩa Shimano, bộ chuyển vô chuyển động Alivio, lúc chuyển động Alivio. Em sẽ vào mo sai và test chuyển động của chiếc xe để cho các bác xem. Size của chiếc xe từ thâm trục đạp đến viết khóa cộng yên là 48cm. Viết khóa cộng yên đến tâm cổ phốt 50cm. Cái xe là xanh mờ, đặt trên mình sơn lót sơn cứng mát và từ 1m65 đến 1m75 là phù hợp. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề này, các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Trang bị 9 tầng lít, 3 tầng đĩa, có 27 tốc độ. Thấy ở trong video là lên xuống chuyển động mượt mà, muốn phát nào ra phát đấy. Chuyển động vô cùng mượt mà. Bao nhiêu sau cũng là bao nhiêu đi vòng. Và chiếc xe này đang có giá bán rất tốt, bên em là 8.900.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943 để nhân viên bên em hỗ trợ. Ngoài ra các bác ấn đăng ký kênh, ấn chuông để theo dõi được những chiếc xe khác của em đưa trên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.